Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với channel Sài Gòn TV 123. Hôm nay là ngày thứ tư 22 tháng 3 2023, Cường đến đây là 8 giờ 54 phút sáng. Nay Cường quay trở lại đây đó là cái vùng đất Thủ Thiêm. Cường cũng muốn đi tìm lại cái vùng đất Thủ Thiêm xưa cũng như Thủ Thiêm của ngày hôm nay. Vùng đất cái Thủ Thiêm ngày hôm nay còn một chút gì đó hoang sơ và thoảng một mùi hương của bông hoa cỏ dại. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Cường xem và tham quan ở cái vùng đất này, cũng như mình lắng nghe tiếng chim kêu và tiếng gà gáy đây đó, và nghe tiếng gió thổi nhẹ và cũng như là ánh nắng làm rát da của vùng đất Thủ Thiêm này đầy chói chang. Sau đó mình ngắm nhìn cái nhà thờ Thủ Thiêm của cái ngày xa xưa, cái thời khai quang cái vùng đất này và vẫn còn sót lại đến ngày hôm nay. Ngày mới cùng mến chú quý cô chú chị và các bạn sức khỏe, tràn đầy nhiều năng lượng và trong cuộc sống, và luôn gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như công việc. Thì cứ mong quý vị, đó là cái nhà thờ Thủ Thiêm và dòng Thủ Thiêm cũng như trường học của cái dòng Thủ Thiêm này. Nơi này đã có nhiều biến cố và biết bao thăng trầm ở tại đây, nhưng mà hiện trạng tới đây vẫn còn sót lại. Từ bên bờ Thủ Thiêm mình có thể nhìn qua bên bờ bên kia, đó là cái quận nhất Sài Gòn. Quý vị có thể nhìn thấy tất cả các tòa nhà chọc trời, nhà cao ốc và các tòa tháp ở phía bên kia. Về đêm thì ở phía bên bờ bên kia của quận nhất Sài Gòn, những nhà chọc trời cao ốc sẽ rộ lên ánh đèn màu lung linh đầy màu sắc, rất là đẹp.
qua một rừng hoang, gió núi theo sang ru bụi đường trên vai. Hai cây hoa dại lẻ loi bên đường, gọi là hoa trinh nữ. Mình ca một hồi nữa là mọi người ói à. Đây là hoa trinh nữ đó. Cây này còn gọi là cây mắc cỡ đó quý vị. Hồi lúc còn bé đó Cường rất là thích, tại vì ba Cường có trồng á, hoa thiệt nó có lọt về cái cây này, thành ra ba Cường nói là cây mắc cỡ. Thành ra mình rờ trên cái lá nó thì nó khép lại quý vị, nó mắc cỡ đó. Trinh nữ này thì được nhạc sĩ Trần Thiên Thanh á sáng tác ra của Sài Gòn trước năm 75 quý vị. Có lẽ nhiều người Sài Gòn cũng như là cả Việt Nam vẫn biết bài hát Bolero rất là nổi tiếng này. Bây giờ Cường sẽ không nói, và Cường muốn quý cô chú anh chị và các bạn hãy nhìn và xem, cảm nhận cái vùng đất Thủ Thiêm của ngày hôm nay như thế nào nhé.
Đây là xe của Cường đi trước ở nhà Cường ra đây cùng quay. Đây đây Cường cũng sợ mắt lắm á.